phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi hé lộ dần các nhân vật chủ chốt, bao gồm bộ ba An, Cò, Sinh, Úc Lục Lâm, Thầy Cháu Bảy, Ông Tiều, Chú Ba Bắt Rắn. Teaser trailer giới thiệu bối cảnh phim cũng nhận được nhiều những bình luận. Kỳ vọng Đất Rừng Phương Nam đem đến những thước phim tuyệt đẹp về vùng đất Nam Bộ hào sảng và nghĩa tình. Trong ngày 2 tháng 9, dàn diễn viên của phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam đã đồng loạt thay ảnh đại diện Facebook bằng hình ảnh khăn rằn đậm chất Nam Bộ. Đồng thời, bộ phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, cũng như bản phim truyền hình Đất Phương Nam năm 1997. Ekip Đất Rừng Phương Nam thông qua hoạt động thay ảnh đại diện với khăn rằn Nam Bộ nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh với mong muốn có thể truyền cảm hứng từ phim ra đời thường trong thời đại số như tiểu thuyết và bản phim truyền hình đã từng. Hình ảnh dàn diễn viên cùng với chiếc khăn rằn mộc mạc đã nhận được những phản ứng tích cực từ khán giả cũng như khơi gợi sự hào hứng ngày phim ra rạp.